Hiện tại, 8 đội tuyển đã chắc chắn góp mặt ở vòng chung kết Euro 2024 bao gồm Bỉ, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Scotland, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo và Anh cùng với chủ nhà Đức. Sau khi vòng loại kết thúc vào 22/11, UEFA sẽ xác định thêm 12 đội tham dự qua giai đoạn playoff diễn ra vào tháng 3 năm 2024. Lễ bốc thăm chia bảng cho vòng chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 12. Trong bối cảnh này, các đội đã giành quyền tham dự hoặc bị loại sẽ coi những trận đấu còn lại như là giao hữu, thử nghiệm đội hình và lối chơi. Đáng chú ý, cuộc chiến cho nhóm hạt giống số 1 tại vòng chung kết đang diễn ra gay cấn. Các đội như Tây Ban Nha và Scotland đang đồng điểm và phải nỗ lực trong hai trận cuối để đảm bảo vị trí. Pháp, mặc dù đã sớm có vé và chắc chắn dẫn đầu bảng, vẫn phải cố gắng để nằm trong 5 đội đầu bảng có thành tích tốt nhất nhằm đảm bảo suất trong nhóm hạt giống số 1. Nhóm hạt giống này sẽ gồm chủ nhà Đức và 5 đội đầu bảng xuất sắc nhất, tạo ra một kỳ Euro hấp dẫn với sự cạnh tranh quyết liệt ngay từ giai đoạn vòng loại.